Nói chung là mình khó khăn mà điều có một cái mình là coi như thôi. Mình ăn mình dù cơm gấp mắm giống như dù mình nấu cơm ra mình cũng có tiền thì mình ăn cơm với muối. Mà còn mình có tiền thì mình mua ra mua miếng thịt là miếng cá gì vô đó. Rồi hôm nay là cô nhặt ve chai là có được bao nhiêu, được bao nhiêu, tính ra tiền là được bao nhiêu? Thì nói chung lại là coi như tuần là coi như là bán lần, tuần là coi như bán được là coi như có khi á. Dạ. Nè, lắm đó là coi như được 300-400 mà kiểu cũng như là cao quá. Là một tuần bán chỉ được 300-400 ngàn thôi. Dạ, tính ra là một... tháng là coi như là được... triệu? Chưa được, chưa được, trên 1 triệu một chút thôi, 1 triệu thôi. Đúng rồi, 1 tháng là 1 triệu thôi. Dạ. Giờ chỉ có hai mẹ con ở thôi. Dạ. Có hai mẹ con rồi. Dạ. Rồi cô kể lại đi, sáng đưa con đi học thế nào? Sáng đưa con đi học rồi xong rồi bắt đầu đi về kia với trai. Xong rồi trưa 12, 11 giờ mấy giờ đến đón rước chặt nữa. Về xong về là 1 giờ là đi lại. 1 giờ đi lại tới 4 giờ là về. Cuộc sống của hai mẹ con có nhiều khó khăn không cô? Nói chung lại thì khó khăn mà điều có một cái mình là có chứ thôi. Mình ăn mình dù cơm gấp mắm giống như dù mình nấu cơm ra mình có tiền thì mình ăn cơm với muối. Mà còn mình có tiền thì mình mua ra mua miếng thịt là miếng cá gì vô đó vô kho cho nhờ ăn thôi chứ đâu có gì đâu. Ba đứa bé đâu hả? Nói chung lại ba của nó thì sáng say chịu xịt là coi chứ hả, không có là coi chứ ở được coi chứ ăn đã thôi rồi mới là coi chứ là coi như cục là coi như gần mấy tháng rồi. Bé học có giỏi không con? Học giỏi, học từ bắt đầu từ là coi như lớp 1 lên tới lớp 5 luôn chứ không là coi như ở lại lớp nào ấy. Nó là coi như ghen với là coi như lạnh mà kiểu giống như lạnh thường đồ là coi như cũng là nhiều. Coi như một năm là coi như làm được hai bộ đồ, hai cái đầm này. Cô quê ở đâu với vô đây là lâu chưa? Quê vô đây gần ba mấy gần 4 năm rồi. Cũng là nhặt ve chai là ba mấy năm hả? Dạ. Nói chung lại là coi như giờ mình cũng có vốn, mình đi đường để làm cái tạm chấm con này. Rồi tương lai của bé sẽ như thế nào? Có tiền đủ tiền đóng học cho bé không? Nói chung lại là coi như đi học của ba là coi như là có bà chị Kiều ở bên chùa Vĩnh Pháp á, ba người Việt Nam người Bắc là coi như là bà trợ trợ chúng nó là coi như trường học. Mà sao cô Việt Nam đó thì và coi như tại vì cô là người Việt Nam mà cô ở đây là coi như hồi lúc bé này là coi như còn nhỏ mà tới lúc là bé này lớn bé này thì còn 3-4 nói chung lại cả đời cũng có nhiều hết. Hồi xưa
Còn nếu mà không có thầy trợ là bé không đi học luôn, đúng không con? Dạ. Cũng có những cái dù là cái gì nói là cái gì được cài giờ là tới năm lớp 6 này nè. Dạ. Là cái gì tới năm lớp 6 này nó lên lớp là cái gì lên lớp 7 là cái gì là không có được. Rồi hôm nay là cô nhặt ve chai là có được bao nhiêu, được bao nhiêu tính ra tiền là được bao nhiêu? Nói chung lại là cái gì còn là cái gì là bán lần, còn là cái gì bán được là cái gì có. Dạ. Là một tuần bán chỉ được 300-400 ngàn thôi. Dạ, tính ra là một tháng là cũng chỉ là được triệu. Chưa được trên 1 triệu một chút thôi. 1 triệu thôi. Đúng rồi, một tháng là 1 triệu thôi. Dạ. Mơ đâu có mơ ước gì đâu. Mơ ước là làm sao cho có cái chỗ để mà ở tôi là mình phải tốn tiền lớn, chứ là có chỉ mơ ước mà tôi cứ hả đi học cho bé này tôi chỉ đâu có. Cô nói lại cái địa chỉ rõ giùm con, địa chỉ rõ ràng giùm con. 151 đường Nơ Trăng Long. Tổ 10 đường giống như ở đây cái vô nè. Rồi. Cái đường này là đường Phạm Văn Đồng. Là đi tới xuống đó chừng được khoảng 20 mét là tới nhà. Dạ dạ. Rồi còn mà đi đường Nơ Trăng Long là cũng chỉ xa chừng được dạ. khoảng 50-60 mét mới tới nhà. Vậy bé vậy rồi, như vậy rồi có ăn uống đầy đủ không con? Thì nói chung lại là cái gì đó. Mà chưa là cái gì cho ăn uống một hộp chay 8 ngàn cho bé. Dạ. Rồi chiều về là cái gì hai mẹ con là cái gì nấu chừng được khoảng lâu chào đâu cái ăn. Dạ. Vậy là không chỉ có ấy, không có đồ ăn. Thì nói chung lại có tiền á. Dạ. Là đi mua miếng cá, miếng thịt gì đó kho cho nó ăn. Dạ. Còn không có tiền thì cho nó ăn mắm, ăn muối, ăn nước tương gì đó. Dạ. Thôi chứ không có gì hết. Mình nghèo rồi mình phải chịu thôi. Ngày đi nữa mới ra như vậy là ngày chưa là một miếng nó bán chỉ được khoảng 300 thôi à. Ở trái chai mà mức cao là bán được 400, mà còn mấy trái chai mà xuống là bán được 200-300. Thì nói chung lại là cần có người này là người tới tắt người tới chó nó phá được người xài vô đây khổ quá ăn rồi trong này chưa chay có tiền cũng nhiều mà cứ nhà là cũng may nhà nhiều mà là một tháng rồi bây giờ hơn nhiều hai mẹ con sống với nhau bé này học lớp mấy rồi lớp 5. Rồi bây giờ con đi học về là mẹ đi rước về đó. Đi học về là rước về luôn. Con có mấy người con đây? Có mình đó. À, có mình. Phường 13. Ở quận Bình Thạnh. Phường 13 quận Bình Thạnh. À đường Nơ Nơ Trăng Long á. À số nhà mấy con? Số nhà 151. 151 phường 13. À. Nơ Trăng Long. Đi xuống đây nè. Xuống đây nè, có cái sinh văn mà heo nó ở nhiều đó. Là cô chỉ là đi xuống đó chừng từ khoảng mấy bước là cô chỉ tới nhà. Dạ. Rồi giờ đi rước bé ở ngoài Tân Bình, ở ngoài sân bay đúng không? Bé ở chỗ em. Đường Lê Công Định nè, đường trường Yên Yên Thế nè. Dạ. Sáng thì đi nhặt ve chai gì đó. Vô đây mấy chục năm không về quê. Dạ. Lúc nào về, ra tới miền đó mày về. Con tuổi gì đó, là con đi được đặt pháo qua bên Nhật luôn. Đặt pháo của Nhật đó. Cô cho hỏi là cái hoàn cảnh này mọi người ở gần nó biết thì có ai có nhận bé làm con nuôi gì không? Thầy lại thấy cô là chắc là chỉ có là cái chỉ là cái cô kia là cái chứ còn cô ở bên khác là cô nhìn nó làm con nuôi tới giờ thôi chứ đâu à, chứ không có nhận là gọi là con nuôi chứ không có mà nhận bắt nuôi luôn nha. Không à. Làm giúp cái mẹ đỡ đâu thôi à. Dạ. Chứ
trên đường đi về đường đoạn Phạm Văn Đồng thì mình có gặp cái cô này, hoàn cảnh rất là đặc biệt. Là cô này là nhặt ve chai, là một tuần lễ, cô nói là một tuần lễ là chỗ chỉ bán được khoảng 300.000, nói chung là cô nói là một tháng là chưa tới được 1 triệu. Thì hiện tại thì cô có một đứa con đang học lớp 4, lớp 5 gì đấy. Thì cô đang rước con của cô về. Thì con của cô học ở Tân Bình, nhưng mà theo hoàn cảnh hồi nãy mình có hỏi á, thì là có một cái chị ở Việt Kiều ở bên Pháp thì lo học phí cho con của cô, nên nếu mà không có cái học phí đó thì con của cô cũng không có học được, cũng nghỉ học. Bây giờ thì mình theo cô đi về nhà để xem cái hoàn cảnh ở nhà của cô nữa. Thì được biết á, thì nhà của cô thì ở, cô chỉ nói là ở đường Nơ Trăng Long thôi. Bây giờ thì mình đi theo cô. Mình có hỏi thì cô nói là hôm nay là nhặt ve chai rất là ít. Trước mặt mình đây, nhặt ve chai rất là ít. Chị có thể nhắc lại cái địa chỉ cái của con chị học được không? Chơi cái gì không khỏi cái Yên Thế gì đó, trường Yên Thế. Đường Lê Quang Định, Bình Thạnh mình. À, trường tiểu học Yên Thế. À, nó học lớp A mấy chị? Năm một. À, trường Yên Thế, đường Lê Quang Định. Dạ. Ở đây chị sáng chị đi mấy giờ, về mấy giờ? Thì sáng là cô chỉ đưa nó đi học thôi, cô chỉ là 6 giờ. Dạ. Rồi là cô chỉ 11 giờ là lên trong nó về. Dạ. Rồi xong rồi bắt đầu về nhà là nấu cơm. Dạ. Về mua cơm cho nó ăn xong rồi là cô chỉ chừng khoảng 1 giờ là đi lại tới là 4 giờ nó về. Dạ. Ở đây nhà trọ là bao nhiêu tháng chị? Một tháng là cô chỉ là 900 xài tiền đồ rồi là cô chỉ là... Vậy là chị làm là đủ đóng tiền nhà trọ chứ đâu có dư. Rồi, em hiểu rồi. Tiền nhà trọ chứ đâu có dư. Dạ. Đóng tiền học cho con. Dạ, dạ. Cảm ơn chị nha. Thì hiện tại thì ở trước mặt mình là cái ở trong nhà trọ của chị Nguyệt, kêu là chị Nguyệt. Mà mình có khách quan đó, mình không có vô trong nhà trọ được. Trong đó rất là nhiều nha. Trong đó rất là nhiều phòng. Đây cho em mượn hả chị, cho em mượn hết. Cái giấy đó là coi như cái giấy lâu rồi là coi như người ta trợ cấp cho nó một tháng tiền học. Đây là coi như của là coi như màu giáo. Bây giờ
nè. Giờ bé Nhi là nó học lớp 5 rồi hả chị? Học lớp 5 rồi. Từ lúc lớp mẫu giáo tới lớp 4. À. Là năm nào cũng có bằng khen hết ha. Lớp 1 nè. Dạ. Lớp 2 nè. Lớp 3 nè. À, à lớp 2 luôn nè. Cái này là coi như hai cái này là coi như một cái này là khen. Còn cái này là ở quần khen, còn cái này là coi như ở trường. Để lớp lớp 1 nè. Cái khen của lớp 1 nè. Đó, lớp 3 nè, lớp 4 nè. Năm nay là mới vô lớp 5. Năm nay là vô lớp 5 mà chưa có giấy khen. Mấy cái này giờ chị giữ kỹ quá ha. Ừ, thì dạ. Trong này là coi như của nó đi học ta coi như giữ coi như kỹ lắm, không có cái nào mà coi như bỏ hết. Còn cái này là coi như lâu rồi là người ta cho là coi như cái này là cái gì? Cái em một tháng tiền học bổng á. À, một tháng tiền học bổng ha. À. Dạ. Bằng khen chỗ ngoan bác phụ. Cho em mượn hết. Cho em mượn hết. Giấy khen chỗ ngoan bác phụ đó. Yeah. Đây. Đây là mẫu giáo. Mẫu giáo. À. Cấp 1. Cấp 2. Cấp 2. Cấp 3, cấp 4. Đó là coi như hả, học là coi như kỳ vậy á. Chủ ra cái này nè là coi như là năm nó mới vô học lớp một đầu tiên là coi như tặng là một năm là một tháng là coi như tiền phí đó học bổng á, là coi như được một tháng là coi như là tới giờ là coi như là vẫn còn là coi như để cái giấy này cất vậy chứ chưa có dùng bỏ. Từ hoàn cảnh khó khăn nhưng mà cái nhận của mẹ đi có khó khăn thì cái nhận của mẹ đó đây là coi như giấy công dự coi như chống ngon dạ là coi như năm nào con từ hồi bé Nhi mà học lớp 1 tới lớp 5 giờ là có tháng nào là mình đóng trễ tiền học luôn chị? Nói chung lại là bây giờ bên kia rồi về trên coi như mình đóng trẻ à đó, nhà trường cũng thông cảm đúng không, tháng này là bên kia tới trường thì chưa có tiền cái chị mà mẹ đỡ đầu của bé Nhi là mỗi tháng gửi về bao nhiêu tiền vậy chị? Thì một năm gửi về là cho là 4 triệu là coi như là nó học một năm đó, là coi như tháng cứ là coi như tính tháng nào tới tiền học là coi như là lên lấy mà, nhưng mà coi như là tới năm nó lên lớp 5 giờ là chưa có gửi tiền về. Lớp 5 giờ là chị chưa gửi tiền về. À chưa có gửi tiền về mà được vô là coi như hả tới tiền học tháng này nè mà chưa có tiền đó thì chưa có thông cảm gì. Nói chung là chưa có biết mình nhau, tại vì đâu có cùng biết mình được cha được gì, coi như là người ta cũng thông cảm cho mình thôi chứ người ta đâu được nói gì mình. Cho em hỏi là cái chị mẹ đỡ đầu của Nhi là giúp mình cái tiền học phí là từ bao nhiêu năm rồi chị? Bao nhiêu năm tới giờ rồi? Nói chung là từ lúc mà nó học một giáo tới giờ là cô đó là cho tiền. À tính là phụ là tới năm lớp 12 luôn. Không. Tới cấp 3 hay sao? Nó tới năm lớp 6 này là coi như là hết. À cũng như là phụ cấp 1 thôi đúng không? Dạ bắt đầu. Phụ là coi như vô cấp 1 thôi. Từ khi mà bé lên cấp 2 là tự gia đình lo nha, đúng không? Mình lo. Dạ, em hiểu rồi. Dạ, dạ. Trường của bé học mỗi tháng đó. Thì mỗi tháng là đó, bữa nay bao nhiêu tiền một tháng? À, 300 à. Thì nói chung là... Tiền học của bé là mỗi tháng là bao nhiêu tiền? 300. 300. Rồi cái cô mà mẹ đỡ đầu ở bên Pháp là năm học lớp 5 này chưa thấy gửi tiền. Năm tới lớp 5 này là coi như chưa có là coi như là tiền về, chưa có là coi như là bao về, thậm chí là coi như cô trên kia là coi như công chưa quậy về, giống ví dụ cô đó gửi tiền về là coi như cô kia quậy về là coi như lên đấy. Mọi năm là đầu năm gửi rồi tháng
10 năm hay là 5 rồi. Chắc là các cô có cái hoàn cảnh gì đó. Nói chung là cô mà chưa có em bé là cô quay như là cô gửi chị về nhanh lắm. Mà bữa nay là quý cô là có con có cái rồi gì là quý cô à, con cái con gái. Vậy thì thông qua đây thì em sẽ kêu gọi để chị cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe đó, để có sức khỏe để mới lo cho bé chứ. Nói chung là mình có sức khỏe mình mới lo. Nói chung là có khi nào hai mẹ con đau bệnh thì tìm ở đâu đấy? Thì nó bệnh là có bảo hiểm ở trường. Rồi con tôi bệnh thì có chỉ lo tiền của tôi. Không có bảo hiểm thì lo tiền của tôi thôi. Chị cho em hỏi là cái quá trình mà cũng cực khổ vậy là chị có nợ có mượn xung quanh đây không? À vậy là có nhiều ăn nhiều. Nói chung là coi như mình làm có tiền mình ăn mình. À vậy làm cũng có tiền mình ăn, còn không có tiền thôi chắc con cũng mượn. À sợ nhiều khi túng thiếu quá có không? À, nói chung là túng thiếu thì cũng có túng thiếu nhưng mà cũng có mượn. À rồi. Làm sao để vượt qua được? Thì nói chung là coi như mình tự mình còn hai mình tới mình. Giống ví dụ mình được ngày nào thì mình hay ngày đó. Chẳng nào mình ốm thì có chứ mình. Nói chung là coi như nói chung là bữa nay mới ở nhà một tuần là coi như mới đi làm bữa nay. À, bệnh hả? Bệnh là coi như mới ở nhà một tuần là bữa mới đi làm bữa nay. Dạ. Thường là chị nhặt ve chai ở khu vực nào? Thì từ đường này đi lên đó. Giống ví dụ bữa sáng chẳng bé đi học là đi đường này. Dạ. Rồi xong rồi trưa về là về đường này, rồi xong rồi bắt đầu về đi lượm là đi về đường này, rồi xong rồi đi đường này đi lên để đưa chị bé về luôn. Dạ dạ. Dạ. Thấy con bé nó cũng ngoan đó chị, rồi về nhà nó có phụ giúp gì chị rồi không? Có, cùng là có giúp giờ dạy về là có giúp đi tắm rửa. Xong rồi vô bắt đầu dọn chén rồi luôn đi rửa. Xong rồi bắt đầu. Nấu cơm xong rồi bắt đầu ăn cơm rồi xong rồi bắt đầu đi ngủ. Nói chung biết tự giác rồi hết rồi đó. Nói chung là biết tự giác làm cái giống gì được hết rồi. Yeah. Điều con cả chưa biết nấu cơm nè. Yeah. Mình chưa có dạy cho nó nấu cơm. Yeah. Mà tại vì nó còn biết học mà. Yeah. Dạy cho nó nấu cơm chứ cho nó khổ sớm. Đúng rồi, đúng rồi. Có chứ, nói chung là nó rửa được cái chén cái loại đồ này kia. Giờ thì dạy là đi tắm trong đó rồi xong rồi bắt đầu vô là mình như thế. Mẹ vô nấu cơm ăn. Có cái lâu rồi kìa, có cái chú ở kia, chú cùng là đi giới thiệu cho là có một cái hội gì mà ở ngoài ngoài đường Võ Thị Sáu này. Dạ. Yeah. Có những ngoài đám mà những người ta từ chỗ thì nó nói là bữa nay là không có cái khoản đó nữa, bữa nay nghèo. Không đi trong đi trẻ.